Chào các bạn, bây giờ thì cũng muộn muộn rồi và tôi cũng còn chưa kịp đưa cái clip bắt vong vào hồ lô phần 2. Cái phần 2 cũng là phần rất thú vị, tuy nhiên là tôi làm một cái thử nghiệm khoa học nữa để cho chúng ta hình dung về thế giới tâm linh, đấy là nuôi âm binh. Nếu như một người thầy, gọi là gì tùy bạn nhé, bạn gọi là thầy cúng ông pháp sư hay cái gì đấy tôi không quan tâm, nuôi âm binh thì nuôi như thế nào, đúng không? Tôi chưa nói đến nuôi như thế nào mà làm sao để người ta có âm binh, đúng không? Ở cái lớp linh phù thì tôi cũng nói qua về âm binh, cũng nói qua thôi, chưa hướng dẫn đâu. Thì có nhiều cách, nhưng mà nếu mà nuôi âm binh không thì không có gì làm chứng thì bạn không thể thể hình dung được, đúng không? Nên tương tự như lần trước là bắt vong hồn vào cái hồ lô, thì trong cái clip này tôi sẽ hướng dẫn mô phỏng để cho các bạn thấy việc bắt âm binh như thế nào, đúng không? Tất nhiên là âm binh thì có nhiều loại. Một là người ta cũng có thể bắt vào cái hồ lô để sai khiến, nhưng mà có một cái cách khác là giống như trong dân gian thì hay thấy có búp bê kiểu của người Thái đấy, đúng không? Thì trong cái ví dụ này là tôi sẽ nhập vong, có thể là vong vong thang hoặc là vong hồn ở đâu đấy vào một cái bức tượng vô diện này. Lúc đầu thì tôi định lấy theo cái mẫu của tàu là cái hình nộm bằng tre ấy. Tại vì cái hình mẫu của tàu thì cũng có cái hay là khi chúng bằng búp bê này, bằng tre này, bằng con rối này, thì cũng có cái hay để cho chúng ta kiểm chứng, kiểm nghiệm. Nhưng mà sau cùng thì tôi quyết định tôi chọn cái nhân vật Chibi này rất là đáng yêu. Đây là nhân vật vô diện. Tôi sẽ cho âm binh vào trong cái nhân vật vô diện này. Nhân vật vô diện này có một cái hay là gì? Nó là một cái tượng mà cũng có thể thờ được, và nó rất nhỏ gọn, có thể mang theo bên mình, đút túi áo được. Đút theo túi áo được, rất là tiện. Và có một cái nữa là đây là một cái nhân vật, nó có cái mặt nạ. Nó có cái mặt nạ nên là bạn sẽ không biết được là gì ạ, nó vui hay nó buồn, nó là tốt hay là nó là xấu, đúng không? Như người bình thường chúng tôi nói bạn cứ phân biệt người này tốt, người này xấu, làm sao biết được? Bạn không biết là bên trong nó tốt hay nó xấu hay tốt do gì, do cái người nuôi của nó, đúng không? Bạn nuôi truyền bá những cái tư tưởng tốt để nó là hỗ trợ bạn làm việc tốt thì nó thành âm binh tốt. Bạn nuôi và truyền bá những cái tư tưởng xấu để nó làm việc xấu thì đấy là âm binh xấu. Nên là các bạn đừng nghĩ đến âm binh có nghĩa là gì ạ? Là xấu. Đấy là mọi người đang suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ còn những cái trải nghiệm chuyên sâu hơn như thế, đúng không? Ví dụ là nuôi hai con, một con chibi, một con âm binh xấu, một con âm binh tốt, xem nó thực nghiệm như thế nào, đúng không? Bây giờ là tôi chưa nói về tốt hay xấu, bây giờ tôi cũng tiếp tục làm cái gì ạ? Làm cái ví dụ để đi bắt âm binh. Bây giờ tóm âm binh vào đây. Tôi mất cái tờ băng dính rồi, tí nữa tôi về tôi tìm sao, trước mắt tôi dán vào tờ giấy thì dán vào lưng rồi đấy. Tôi quên mất, tôi cắt nhỏ sẵn ra nên viết hơi khó một chút, nhưng không sao cả.
thế mà con chibi này nó đi tìm âm binh hộ, à đi tìm người yêu hộ, xin lỗi. Đây là nhân vật vô diện, là một nhân vật hoạt hình của Nhật Bản nên là rất rất đáng yêu, rất cute. Đấy, đầu tiên là tôi đo nhân vật này nhá. Ngồi nên nó hơi vướng cái mặt bàn. Đấy. Chưa làm gì là nó không có cái gì cả. Trong một cái ví dụ trước thì tôi đã xem cho các bạn xem các cái loại hóa giải chấn điểm mà nó cái này nó quay bao nhiêu độ rồi, đúng không? Nó quay bao nhiêu độ rồi thì các bạn có thể biết được cái hiệu quả. Ví dụ là hôm nay là tôi đo như thế này, nó được khoảng cái phù của tôi là khoảng đang nằm là khoảng 15 độ. Khi tôi dán vào thì nó được bao nhiêu độ, đúng không? Cái đấy có lẽ là trong một dịp khác. Bây giờ tôi dán vào lưng nó đấy. Đây là một cái những cái trải nghiệm tâm linh mà không có công cụ các bạn sẽ không nhìn nhận được cái khoa học. Sẽ bị thêu dệt những cái câu chuyện rất tâm linh, rất thần kỳ. Đây nha, tôi dán vào lưng này. Đồng chí vô diện. Để tôi dán hơi lệch một tí thôi, không sao. Để ở đây cái này của tôi quay là nó sẽ đến đây là nó bắt đầu khoảng này nó sẽ dừng lại, khoảng này nó dừng lại đến cái chỗ mép bàn này, từ đây ra đây tôi quay từ cái chỗ mép bàn này xem đây, đưa lên đây là nó quay ra đây, nó đưa lên đến mép này thì nếu tôi sẽ tính đấy, nó đến cái chỗ này là nó dừng lại thì lúc đấy tôi sẽ biết là khoảng bao nhiêu độ thì nữa tôi sẽ đo nhé. Đây tôi đo từ cái này sẽ giật ra đây. Rồi. Đã hơi vướng thì thôi được rồi, không xem. Bây giờ tôi dập dấu vào đã. Đây để đúng vị trí. Vị trí của vô diện. Nên là chúng ta xem nhiều khi cái dấu. Đây là tôi mới lấy cái dấu liền mực bình thường, nên bạn nào có điều kiện dùng dấu đồng hoặc dấu ngọc. Tôi đã nhập cái dấu ngọc cho một bạn vừa là học viên vừa là khách hàng, và ý đặt rồi nhưng mà mấy tháng nay không về nổi, có một cái dấu đá rất là kinh khủng. Tôi sẽ dùng năng lượng bên này mạnh nhất. Đấy, trong một dấu mình không thể lấy được hết vào, nhưng mà mình biết được cái chỗ nào mạnh nhất thì mình ấn nó vào. Thêm một ít thôi, không đáng bao nhiêu rồi. Nhưng mà không biết ta thế nha. Tôi sẽ chụp lại để xem là khi tôi chưa đóng dấu nó lên được bao nhiêu độ, và đóng dấu rồi nó lên được bao nhiêu. Nó sẽ lên được đến cái mép này. Ba phần như thế này. Đây tôi sẽ làm cho chúng ta, kẻ vẽ cho chúng ta thấy thực tế luôn, là từ cái điểm tâm tâm của cái tầm long, đúng không? Tâm của cái tầm long là cái chỗ vị trí này.
Đấy, vị trí màu xanh này và thẳng ra cái hình vô diện là số 0. Và khi tôi dán cái phù lên, khi tôi dán cái phù lên thì cái tầm long quay mạnh được ra đến chỗ mép bàn. Đấy, mép bàn là cái vị trí này. Tôi nhìn thì nghĩ là mình chỉ được 15 độ, nhưng mà lên đây là 31, 32, 33, 34, coi như 34 độ rưỡi đấy. 34 độ rưỡi nhá, là khi mình dán phù. Và sau đấy thì khi mình đóng dấu chuyện lên thì lên được thêm 41 đúng không? Cũng gần thêm 10 độ nữa. Đấy là cái năng lượng tôi chưa đo bằng ăng ten điện từ trường. Đây là tôi mới làm cho chúng ta nhìn hình dung về mặt cảm quan đúng không? Về góc độ, tức là khi chúng ta đo, chúng ta thấy là nếu tầm long nó quay mạnh có nghĩa là trường khí nó mạnh lên rất nhiều. Đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta biết cách ứng dụng thực tế. Như các bạn thấy là tôi vừa làm cái thực nghiệm đo đạc cho chúng ta là dùng tầm long đo hình vô diện khi trước lúc bắt đầu này, trước lúc bắt đầu thì chưa có gì đúng không? Và sau khi tôi dán phù thì là lên được 3 34.5. 34.5 và sau đấy thì đóng chuyện lên là lên được 41 đúng không? Đấy, không biết là tối nay tôi khấn thì còn lên được bao nhiêu nữa, tôi không đo nữa. Nhưng mà để cho các bạn thấy là cái năng lượng mạnh như vậy. Và tất nhiên là trong cái phần vừa rồi thì do làm rất nhiều công sức, tôi sẽ có hai cái hình logo bản quyền, các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.